Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với tiết 2 của cái bài 2 liên quan đến cái nội dung về thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật. Và chúng ta đang dừng lại ở cái phần 1 nhỏ, nghiên cứu thẩm quyền về hình thức trong việc ban hành văn bản quy phạm luật. Vậy thì nói đến thẩm quyền về hình thức là chúng ta nói đến việc đi xác định cái tên loại của văn bản. Vậy thì ở cái nội dung trước, chúng ta đã làm rõ được cái nhóm thứ nhất là nhóm văn bản của các chủ thể ở nhà nước ở Trung ương. Vậy thì giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm thứ hai, đó là đối với các văn bản liên tịch. Liên tịch thì ở đây lưu ý cho cô một tí, nói đến văn bản liên tịch là chúng ta nói đến cơ chế phối hợp, đúng không? Phối hợp cho nên ít nhất phải có được từ hai chủ thể trở lên phối hợp trong việc là ban hành ra các cái văn bản liên tịch. Thì thực ra đối với các văn bản liên tịch này thì ở trong cái dự thảo lần thứ 5 á của luật ban hành văn bản quy phạm luật đấy, ở trong cái quá trình xây dựng đấy, thì Bộ Tư pháp có đưa ra một cái phương án thế này. Tức là thật ra Bộ Tư pháp đưa ra phương án là thôi nên bỏ đi, tức là không ghi nhận cái loại hình văn bản liên tịch của hai cái nhóm chủ thể này, đó là nghị quyết liên tịch và thông tư liên tịch. Thì tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy kết quả hiển thị trong điều 4 của luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015 thì chúng ta thấy hiện nay Quốc hội mình vẫn tiếp tục là giữ lại cái thẩm quyền ban hành văn bản liên tịch giữa các cái chủ thể. Vậy thì chúng ta đi xem xét thử xem là bây giờ đối với văn bản liên tịch thì có những chủ thể nào được quyền ban hành và những chủ thể nào loại suy ra, những chủ thể còn lại thì đương nhiên không được quyền. Vậy thì ở đây điều 4 của luật mình nó xác định rằng nghị quyết liên tịch đã là cơ chế phối hợp. Thì ở đây chúng ta lưu ý thứ nhất là nghị quyết liên tịch có thể được liên tịch ban hành giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cái nội dung mà các bạn thấy cô tô màu xanh ấy, đấy chính là nội dung mới. Tại sao mới? Bởi vì trước đây thay vì ghi nhận rằng là chủ thể có thẩm quyền ban hành ấy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ phối hợp với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội, thì bây giờ đấy chính là rút gọn chủ thể lại, bây giờ chỉ cho phép là phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà thôi. Đấy chính là điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015 của mình so với luật cũ. Còn liên quan đến một cái loại hình liên tịch nữa, đó chính là thông tư liên tịch. Thông tư liên tịch thì chúng ta thấy trên sơ đồ này hiển thị nó được liên tịch ban hành với hai nhóm chủ thể. Nhóm thứ nhất giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao mà cô đang viết tắt phía trên đấy, và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngoài ra nhóm thông tư liên tịch thì nó được rộng mở với cái nhóm chủ thể nữa, đó là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để ra cái văn bản có tên gọi là thông tư liên tịch. Vậy thì ở đây trong sơ đồ này cô muốn các bạn lưu ý một tí chỗ này, đó chính là điểm mới của luật 2015 chính là ở cái tên loại văn bản thông tư liên tịch ấy. Thì hiện nay đối với thông tư liên tịch thì bây giờ chúng ta nhìn trên sơ đồ đấy, nó có hai nhóm chủ thể phối hợp với nhau. Tuy nhiên luật cũ ấy, thì lại quy định thêm có một cái nhóm nữa, nhưng đấy chính là cái thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nhưng hiện nay luật 2015 bây giờ chúng ta thấy hiển thị này thì đã bỏ cái thẩm quyền đấy, có nghĩa là rút gọn cái thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm luật liên tịch giữa cái chủ thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với nhau. Nên là bây giờ luật không cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành nghị quyết thông tư liên tịch. Đấy. Thì để bắt đầu ở đây chúng ta thấy mặc dù Quốc hội không chấp nhận cái việc là loại hẳn cái văn bản liên tịch ra khỏi hệ thống các văn bản quy phạm, nhưng chúng ta thấy bước đầu đã có khởi sắc là rút gọn thẩm quyền rồi. Trong đó rút gọn thứ nhất là chúng ta thấy động lại ở đây, một là thay vì ban hành cái nghị quyết liên tịch là cái nhóm là cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội thì bây giờ chỉ còn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi, rút gọn lại. Và thứ hai, đối với thông tư liên tịch thì loại bỏ cái thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp với nhau để ra được cái thông tư liên tịch. Đấy, cho nên đây cũng chính là điểm mới của luật ở cái phần thẩm quyền hình thức. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm thứ ba, đó là đối với văn bản quy phạm luật của cơ quan nhà nước ở địa phương. Thì đối với văn bản quy phạm luật của cơ quan nhà nước ở địa phương, nói một cách khác, đó chính là văn bản của Hội đồng dân và Ủy ban dân các cấp ấy. Thì hiện nay chúng ta thấy là thứ nhất, đối với Hội đồng dân, mình kể trước, Hội đồng dân các cấp thì luật định cho Hội đồng dân được ban hành cái tên loại văn bản là nghị quyết.
Còn đối với hội ủy ban dân các cấp là cái cơ quan mà gọi là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ấy, thì chỉ còn được ban hành một tên loại văn bản duy nhất ấy, đó là quyết định thôi, quyết định. Và ở đây chúng ta sẽ thấy nó có sự khác biệt giữa luật cũ và luật mới này. Đây chính là ở nội dung này. Đó là cái luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015, luật hiện hành này, cho phép ủy ban nhân dân các cấp chỉ được ban hành một tên loại văn bản duy nhất, đó chính là quyết định. Tuy nhiên ngày xưa đó là luật cũ ấy, thì ủy ban dân còn được ban hành một cái tên loại văn bản quy phạm nữa, đó chính là chỉ thị. Mình nói đến chỉ thị nhiều lắm. Chỉ thị là cái loại hình văn bản mà dùng để đôn đốc này, chỉ đạo này, tăng cường. Đấy, đây chính là cái nội dung triển của chỉ thị đấy. Tuy nhiên mà các cái chủ thể tại sao bây giờ loại bỏ cái tên loại chỉ thị? Bởi vì thật ra cái sự thay đổi này thì luật 2008 nó đã tiếp cận từ lâu rồi, từ 1/1/2009 là luật đấy nó có hiệu lực thi hành. Thì lúc đấy Quốc hội đã bỏ cái tên loại văn bản chỉ thị ra khỏi cái hệ thống văn bản quy phạm luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương có quyền ban hành. Nhưng cái luật 2004 là điều chỉnh về văn bản quy phạm luật của Hội đồng dân và Ủy ban nhân các cấp ấy, thì mãi đến cái luật 2015 đây nè thì nó thay thế cho cái luật 2004. Cho nên tới thời điểm này đối với Ủy ban dân cái điều đó nó mới được cập nhật. Có nghĩa là các cái cơ quan có thẩm quyền bây giờ Quốc hội quyết định là bỏ luôn chỉ thị ra khỏi hệ thống các văn bản quy phạm của cơ quan nhà nước ở địa phương. Điều này là hợp lý. Bởi vì thật ra nội dung của chỉ thị mang tính chất đôn đốc chỉ đạo thì thực ra nó không chứa đựng các quy tắc xử sự chung, và cái việc mà nó là cái hiệu lực bắt buộc chung trong phạm vi cả nước thì cái thực ra không cần thiết, cho nên việc loại bỏ là phù hợp và nó tiệm cận được thống nhất với cái hệ thống văn bản quy phạm luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương. Đấy. Cho nên điều đấy là được các cái nhà khoa học giới học thuật là hoan nghênh về cái quyết định của Quốc hội. Và ở đây nè cũng có một cái vấn đề mà sau này sau khi xong phần này thì cô sẽ mở rộng cái phần này cho các bạn. Đó là đối với chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ấy, thì hiện nay luật nó dự liệu, luật 2015 ấy, dự liệu cho các cái chủ thể này được quyền ban hành văn bản quy phạm luật. Tuy nhiên bây giờ tên gì thì luật không có nêu rõ. Bởi vì thực ra ở đây là luật muốn dự liệu cho cái câu chuyện phía sau này. Khi mà Quốc hội mình sau này cho phép các cái thành lập ra các cái đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ấy, thì ở đó sẽ dự liệu cho nó là bây giờ đương nhiên nó là cái đơn vị hành chính thì phải cho nó quyền ban hành văn bản. Còn văn bản tên gì thì đấy là câu chuyện của tương lai. Mình chờ đợi khi nào nó có các cái đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được thành lập trên thực tế thì đương nhiên một là ông sửa luật, hai là ông phải ban hành ra một cái văn bản quy phạm luật riêng để điều chỉnh về cái chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt này. Thì lúc đấy chúng ta sẽ được tiếp cận với cái câu chuyện là tên loại văn bản thích hợp với cái chủ thể này là tên loại nào. Còn ở đây bây giờ chúng ta chỉ ghi nhận chung là có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm luật. Và nếu mà mở rộng ra ở chỗ này một tí thì cô muốn nói với các bạn về câu chuyện là luật 2015 chỗ này nè có bàn cãi ở cái câu chuyện là hai cái chủ thể mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là hội đồng dân và ủy ban dân các cấp á. Thì lúc mà xây dựng cái dự án luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015 này nè thì thời điểm bắt tay xây dựng và khảo sát để đánh giá tác động, đánh giá tổng kết thi hành của hai cái luật cũ á, để lấy cơ sở để ban hành ra luật mới nè, thì Bộ Tư pháp có đi vào phía Nam này nè, phía Nam và các tỉnh miền Tây á, thì bắt đầu làm cuộc khảo sát. Khảo sát thì cho ra được cái kết quả mà chúng ta sẽ thấy thường ai cũng biết điều này. Đấy là hội đồng dân và ủy ban dân cấp huyện và cấp xã dường như rất ít ban hành quy phạm, ban bản quy phạm luật ấy. Cho nên là Bộ Tư pháp mới mạnh dạn đưa ra một cái đề xuất trong cái dự án luật ấy. Đó là thôi bỏ cái quyền này đi. Tức là bây giờ Bộ Tư pháp chỉ đề xuất là để cho Ủy ban dân và Hội đồng dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm luật thôi, với những tên loại tương ứng mà mình nhìn thấy, mình vừa nghiên cứu đấy. Nhưng mà một cái phương án thứ hai thì lại cho rằng bởi vì phương án đấy là lý do tại sao là bây giờ bỏ. Lý do là ông Bộ Tư pháp ông đưa ra lý do trong cái tờ trình ấy. Ông nói là nó có ban hành quy phạm đâu mà cho nó ban hành chi. Thực tế tôi đi khảo sát thì tôi không thấy nó ban hành quy phạm. Đấy. Nhưng mà lại có một cái ý kiến khác, thì một cái phương án nữa đó là thôi nên giữ lại cái quyền của nó. Bởi vì thật ra đã là cái cấp chính quyền địa phương hoàn chỉnh, có hội đồng dân, có ủy ban dân thì anh phải cho nó những cái quyền đầy đủ. Bởi vì nếu mà anh hình dung câu chuyện bây giờ con người chúng ta có hai cánh tay,
Bây giờ anh chặt đi một cánh tay bên trái của nó đi. Anh nói rồi, tay phải là tay thuận, tay trái thì không cần thiết sử dụng. Vậy thì lỡ như một ngày nào đó cái tay phải nó bị thương hoặc nó không sử dụng được nữa thì sao? Vậy thì có phải bị động không? Cho nên cái phương án thứ hai nó muốn nói rằng tạo ra cái cơ chế chủ động cho hội đồng dân, ủy ban dân cấp huyện, cấp xã. Bởi vì còn chuyện mà nó có ban hành hay không là chuyện của nó. Bây giờ vấn đề là bây giờ nếu mà cấp trên, hội đồng dân tỉnh và ủy ban dân cấp tỉnh ban hành văn bản đủ rõ rồi thì nó cứ thế nó thi hành. Bởi vì nếu nó ban hành ra nữa thì nó sẽ lặp lại, nó quy định lặp lại thì nó không có hợp pháp. Cho nên trong trường hợp đấy, bây giờ người ta thấy hiển thị trong cái kết quả điều 4 của mình. Đấy chính là cái phương án thứ hai đó. Phương án thứ hai có nghĩa là giữ lại cái quyền ban hành văn bản quy phạm luật cho hội đồng dân và ủy ban dân cấp huyện và cấp xã. Còn việc anh có sử dụng cái quyền này không là cái quyền của anh, đã là quyền rồi mà, thì đấy nó phải là quyền cấp chính quyền địa phương đầy đủ thì nhiệm vụ quyền hạn của anh cũng phải đầy đủ chứ không thể khuyết được. Đấy, vì đấy là thật ra và cái quy định của cái luật 2015 á, bây giờ điều 4 mà các bạn đang nhìn thấy đó, tổng hòa của các phương án. Đấy, muốn nói đến câu chuyện là thật ra trước đây nó cũng có một cái mà lúc nãy trong cái quyết định của tổng kiểm toán cô chưa nói với các bạn đấy, đó là cũng có một cái phương án Bộ Tư pháp cũng đưa ra đề xuất là bỏ đi. Tổng kiểm toán mà ban hành quyết định quy phạm gì, ông chỉ quy định về hồ sơ kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, đấy là nó liên quan đến nội bộ công việc quá. Vậy thì giờ không cho ban hành quy phạm nữa. Tuy nhiên bây giờ mình thấy, các bạn nhìn thấy trong điều 4 của luật 2015 nó là tổng hòa của các phương án. Tóm lại là vẫn giữ lại quyền ban hành của tổng kiểm toán nhà nước, vẫn giữ lại cái văn bản liên tịch và thẩm quyền của hội đồng dân các cấp. Nhưng có điều thì nó sẽ rút gọn một tí về cái phạm vi đấy thôi. Vậy thì rút gọn thế nào? Thì chúng ta sẽ có cái kết luận sau đây. Kết luận sau khi mình nghiên cứu thẩm quyền về hình thức thì chúng ta sẽ rút ra được cái kết luận. Và kết luận này mỗi một các người, mỗi một thành viên trong lớp của mình ấy, thì sẽ chứng minh được cho cô hai cái luận điểm này. Thứ nhất, đó là mỗi một chủ thể có thẩm quyền chỉ được ban hành một hoặc một số tên loại văn bản nhất định. Mình chứng minh được không? Được, trong điều 4 đấy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là liệt kê nãy giờ mình đã làm phép liệt kê ha. Chủ thể đi kèm với tên loại thì ở đó nó chỉ ra được cái câu chuyện này. Ví dụ như các bạn có thể cùng cô liệt kê được này. À, nếu mà nói một chủ thể mà ban hành một tên loại duy nhất thì đấy là cái điều mà luật mình nó đang muốn hướng tới đó. Nhưng mà vẫn có điều là bây giờ thật ra vẫn còn một số các chủ thể mà bây giờ rút quá thì chưa được, trong thời điểm này chưa, nhưng tương lai mình sẽ rút để làm sao tiệm cận được với các quốc gia trên thế giới đấy. Đó là cái câu chuyện là thường mình nếu mình tiệm cận với các quốc gia mà tiên tiến thường người ta chỉ có hiến pháp, như hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định thôi. Còn mình ấy bây giờ trong hệ thống các văn bản quy phạm luật của ông ta rất nhiều các tên loại đúng không, nãy giờ ông ta điểm qua rất nhiều các tên loại. Đấy, thì bây giờ làm sao rút gọn lại bớt, nhưng đây là cái phép rút gọn từ từ. Cái sự thay đổi này bắt đầu từ hai luật 2008 đây, đến luật 2015 thì bắt đầu là phát huy thêm một tí. Thì ở đây ông ta chứng minh được này, mỗi một chủ thể thì bây giờ mình kể tên này, thủ tướng một không, một chủ thể ban hành một tên loại duy nhất quyết định đúng không, rồi tổng kiểm toán nhà nước cũng thế thôi, ban hành duy nhất một tên loại văn bản có tên loại là quyết định. Hội đồng thẩm phán cũng thế, không có hai cái tên, chỉ có một tên duy nhất là nghị quyết. Ai nữa ta? Hội đồng dân các cấp được không? Được. Hội đồng dân các cấp chỉ ban hành nghị quyết, văn bản quy phạm luật. Ủy ban dân các cấp cũng thế, trước đây được ban hành chỉ thị nhưng giờ không, giờ chỉ được ban hành quyết định quy phạm thôi. Đấy. Nhưng giờ mình nói là ở đây mình có hai luận điểm mà. Thứ hai là mỗi chủ thể được ban hành một số nhiều, ví dụ như quốc hội đúng không, đấy vị trí cao nhất, đây cơ quan quyền lợi nhà nước cao nhất, quốc hội ban hành tới ba tên đúng không, hiến pháp, luật và nghị quyết. Rồi tiếp theo là ông tiếp theo là cái chủ thể tiếp theo, cơ quan thường trực của quốc hội đấy, ủy ban thường vụ quốc hội đúng không? Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành hai tên loại pháp lệnh, nghị quyết, tương ứng như thế. Bây giờ mình mở cái điều 4 ra thì chúng ta có thể tự mình suy luận được cái luận điểm này đó. Đó. Và cái thứ hai này, bây giờ khó khăn quá, bây giờ cho ông là một chủ thể anh ban hành từ 2 đến 3 tên loại. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao trong trường hợp này tôi biết là cần ban hành dưới loại tên là nghị quyết,
trường hợp kia là phải dùng luật để điều chỉnh. Đấy, bắt đầu khó khăn. Đấy cũng là một trong những lý do mà chúng ta có cái luận điểm thứ nhất này nè. Đó là các cái nhà làm luật mình hiện nay, hay nói một cách khác là Quốc hội, muốn rút gọn lại. Làm sao để nói đến chính phủ đúng không? Nhận định ngay. À, chính phủ chỉ có một tên loại và bản duy nhất thôi. Đó là nghị định. Dễ. Còn nếu nói đến liên tịch thì câu chuyện nó tính riêng. Liên tịch là phối hợp rồi. Phối hợp thì ra nghị quyết liên tịch hồi nãy cô có giới thiệu với các bạn đấy. Đấy. Cho nên trong trường hợp này bây giờ băn khoăn thì nó sẽ được giải quyết bằng cái luận điểm thứ hai của mình này. À, bây giờ ông được quyền ban hành nhiều tên loại văn bản. Vậy thì ở đây mỗi một tên loại văn bản nó phải phù hợp với từng cái công việc mà anh giải quyết ấy. Bây giờ nó phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của anh rồi, nhưng ở đây anh phân định ra bây giờ cái này dùng để giải quyết cái gì, cái kia là ông phải dùng cái văn bản có tên loại là nghị quyết đấy mới được. Rồi thì trong trường hợp này á, thực ra cái này luận điểm thứ hai này thì mình đã nghiêng về cái phần hai nhỏ của mình đấy, cho nên phần này cô sẽ nói gọn thôi, thử đưa cho mình một cái ví dụ thôi. Đó là Quốc hội mình đưa ra cái quy định thí điểm về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Mà nói lên thí điểm, mình hình dung đơn giản thôi. Thí điểm nó là phép thử mà. Như nói trong hóa học là thí nghiệm á, vật lý đó, thí nghiệm. Bây giờ thí nghiệm để làm chi? Bây giờ các cái nhà làm luật chưa chắc về các cái quan hệ xã hội, về các cái quy phạm mà điều chỉnh các quan hệ xã hội này nó thế nào. Chưa biết được kết quả thì ổng dự đoán được khoảng từ 50 đến 70% thôi, chứ không 100% dự đoán nổi đâu. Cho nên là đã là thí nghiệm nên chưa chắc nên đưa ra thí điểm. Và thí điểm thì thường sẽ làm trong một cái phạm vi hẹp. Và vấn đề thí điểm này thì chắc chắn là thuộc quyền của Quốc hội rồi. Vì nói đến thí điểm thừa phát lại là cái việc thí điểm về những cái vấn đề nó thuộc vấn đề cơ bản thuộc quyền của Quốc hội. Nhưng này nó là chưa có luật điều chỉnh, chưa có, mình chưa có cái luật thí điểm đúng không? Phải không? Chưa. Đấy, chưa có luật điều chỉnh. Cho nên Quốc hội ban hành văn bản để thí điểm. Vậy cái mà chúng ta muốn làm rõ không phải là thẩm quyền, mà muốn làm rõ là cái thứ hai mà. Bây giờ mình điểm lại là bây giờ mình thấy Quốc hội, chúng ta đã nghiên cứu rồi, Quốc hội ban hành ba tên loại đúng không? À, hiến pháp, luật, nghị quyết. Vậy thì theo chúng ta trong trường hợp này, suy nghĩ giúp cô thử xem, bây giờ thí điểm thừa phát lại tốt nhất là nên ban hành văn bản gì để ghi nhận? Dưới tên loại gì? Bây giờ dùng hiến pháp, dùng luật để thí điểm hay là dùng nghị quyết để thí điểm? Mời bạn. Thưa cô, là em chọn nghị quyết ạ. Tại vì luật là điều chỉnh những vấn đề mang tính ổn định cao. À, nên là mình chọn nghị quyết, không lựa chọn hiến pháp mà cũng không lựa chọn cái tên loại văn bản có tên loại là luật. Rồi, cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. À, bạn mình lựa chọn trong trường hợp này là thẩm quyền thì đương nhiên thuộc Quốc hội rồi. Bây giờ là chúng ta đang muốn nói đến câu chuyện là có ba tên loại, mình chọn gì? Một là nghị quyết, hai là luật, ba là hiến pháp. Thì theo ý kiến của một thành viên trong lớp của mình, bạn mình chọn là dùng văn bản có tên loại là nghị quyết. Chính xác không? Chính xác. Tại vì thế nào? Tại sao mình không chọn hiến pháp? Bởi vì hiến pháp quy định những nguyên tắc chung là luật mạc. Mà cái vấn đề thí điểm này thật ra nó phát sinh tùy mỗi một cái giai đoạn khác nhau, tùy vào cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đấy, thì nó sẽ quyết định là à bây giờ cái vấn đề nào anh cần phải lấy lên để điều chỉnh. Thì thật ra cho nên ấy, đối với hiến pháp thì không dùng để thí điểm được. Và thứ hai là giờ tới tên loại là luật. Tại sao mình không dùng luật để mình ghi nhận những vấn đề thí điểm? Thì thật ra trong quan điểm của các nhà làm luật ở Việt Nam mình ấy, thì luật là nó phải điều chỉnh cái gì mà nó phải là ổn định các cái quan hệ xã hội, những vấn đề cơ bản về các cái lĩnh vực ấy trong xã hội đấy, nhưng nó phải mang tính chất ổn định cực kỳ cao, lúc đó mới quyết định dùng luật để điều chỉnh. Còn nếu mà chưa ổn định thì trong trường hợp này nếu thuộc quyền của Quốc hội dùng nghị quyết. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra nếu mà đa phần các nghị quyết của Quốc hội tính chất pháp lý ấy, nó vẫn ngang luật, cơ quan ban hành vẫn là Quốc hội, cho nên là không có vấn đề gì phải băn khoăn về vấn đề này. Cho nên là Quốc hội mình lựa chọn vì cái này nó chưa ổn định, cho nên là Quốc hội mình là ghi nhận bằng nghị quyết. Và cái thời điểm mà bắt đầu thí điểm là chúng ta thấy hiển thị bằng cái nghị quyết này nè. Nghị quyết số 24 ban hành năm 2008 của Quốc hội khóa 12. Và thời điểm này thì báo cho chúng ta một cái tin vui, đó là cuối năm 2015 vừa rồi đấy, thì Quốc hội ban hành ra cái nghị quyết 107 năm 2015 Quốc hội khóa 13 về việc là quyết định nhân rộng tổ chức hoạt động của thừa phát lại ra phạm vi cả nước. Và chính thức là từ 1 tháng 1 2016
Đây là một tín hiệu vui đấy. Tại sao? Bởi vì chứng minh rằng thí điểm này thành công đó. Thành công thì nhân rộng, còn không thành công thì kết thúc tại thời điểm mà cái văn bản thí điểm hết hiệu lực. Ví dụ như có những cái thí điểm mà đưa ra nhưng mà không mở rộng tiếp tục. Ví dụ như mà chúng ta thấy trước khi mà ban hành hiến pháp 2013 thì Quốc hội mình quyết định thí điểm không tổ chức hội đồng dân huyện quận phường á, ở một số đơn vị hành chính ấy. Thì cuối cùng vào 1/1/2016 vừa rồi ấy, bằng cái quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, Quốc hội mình quyết định chấm dứt, không tổ chức thí điểm hội đồng dân huyện quận phường nữa. Điều đó đồng nghĩa việc là thí điểm này đem lại kết quả không tốt. Không tốt thì phải dừng thôi. Vậy bây giờ cô và các bạn còn một cái lưu ý nữa, cô muốn lưu ý với các bạn, đấy chính là sau khi mà mình đã nhìn nhận hết cái nội dung của điều 4 ấy, thì mình phải nắm được ba cái lưu ý sau đây. Đó là các cái văn bản mà cô liệt kê sau đây nè sẽ không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm luật nữa kể từ mốc 1/7/2016. Tại sao mình chọn cái mốc này? Tại vì lưu ý rằng mốc này là mốc mà luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015 á, nó có hiệu lực á. Đấy. Cho nên là từ đây là bắt đầu tiệm cận sang luật mới rồi. Thì giữa cái mới và cái cũ lúc nào nó phải có sự thay đổi. Thì thay đổi nằm ở chỗ là những văn bản mà mình liệt kê sau đây nó không còn là quy phạm, không được ban hành dưới hình thức quy phạm nữa. Tức không có ban hành mới nữa. Một là chỉ thị của Ủy ban dân các cấp. Đấy. Bởi vì nãy chúng ta có nói là bây giờ luật mới chỉ cho phép Ủy ban dân ban hành duy nhất một tên loại văn bản quy phạm quyết định, đúng không? Đấy. Rồi thứ hai nữa đó là rút gọn luôn, cho nên là thông tư liên tịch giữa các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ không còn thẩm quyền ban hành luôn. Bây giờ chỉ còn có hai nhóm thôi: thông tư liên tịch giữa bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ông phối hợp với chánh án, tòa án dân tối cao hoặc viện trưởng viện kiểm sát dân tối cao. Và loại thứ hai đó là thông tư liên tịch giữa chánh án, tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đó rồi, còn cái phạm vi này luật bây giờ bỏ ra, không điều chỉnh nữa. Cái tên loại văn bản thứ ba đấy, đó là nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội. Vậy thì bây giờ cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội mình kể tên thử xem. À, bao gồm mà Trung ương Hội Nông dân này, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và một chủ thể nữa là chủ thể thứ 6 đấy, đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì vậy nếu mình chiếu lại cái quy định của điều 4 thì chúng ta sẽ thấy rút gọn phạm vi chủ thể rồi. Bởi vì điều 4 thì nó liệt kê rằng luật mới đấy, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì rút gọn phạm vi lại. Bởi vì trong 6 cái cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội này bây giờ luật không điều chỉnh đấy. Thì luật cũ điều chỉnh nhưng luật mới không. Thì ở đây em thấy quá nhiều. Mà thật ra trên thực tế thì đa phần chỉ có cơ quan trung ương của tổ chức Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấy, phối hợp với Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ Hội ban hành thôi. Cho nên đây cái việc rút gọn này thì nó cũng hợp lý. Bởi vì nó đáp ứng vừa là hợp pháp vừa là hợp lý, bởi vì đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn. Cho nên ở đây các bạn lưu ý giúp cô rằng có 3 cái trường hợp này thì chủ thể không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm nữa kể từ ngày 1/7/2016. Tuy nhiên cũng lưu ý giúp cô một chỗ này một tí, bởi vì vẫn có cái cách nhìn nhận không thống nhất ở chỗ này. Đó là bây giờ mình đặt ra câu hỏi, nếu mà những cái văn bản này được ban hành trước thời điểm 1/7/2016 thì mình tính sao? Bây giờ nó ban hành trước 1/7/2016 mà nó tồn tại hợp pháp dưới hình thức văn bản quy phạm, vậy thì đến 1/7/2016 thì luật nó có phủ định được cái giá trị pháp lý hay tư cách pháp lý của văn bản này không? Có chuyển từ quy phạm sang là văn bản áp dụng quy phạm luật không? Có không? Đấy. Chắc chắn không. Cho nên các bạn lưu ý giúp cô trong trường hợp này, những cái tên loại văn bản này nè, đấy, thì kể từ 1/7/2016 ấy, nếu những cái văn bản này đã được ban hành trước 1/7/2016 và là văn bản quy phạm hợp pháp hợp hiến rồi thì nó vẫn được tiếp tục là quy phạm, được áp dụng cho đến khi nào nó chấm dứt hiệu lực theo cái quy định của điều 154 ấy. Khi nào nó chấm dứt hiệu lực thì nó rơi vào cái quy định đấy, thì thật ra ví dụ như hết thời hạn có hiệu lực hay nó bị bãi bỏ bởi các cơ quan có thẩm quyền vân vân, thì về cái thời điểm chấm dứt hiệu lực ấy, của văn bản thì các bạn sẽ được tìm hiểu ở nội dung của chương 6, cái chương về hiệu lực
và nguyên tắc áp dụng. Vậy, vậy thì ở đây tóm lại nội dung của cái tiết này thì tiết 2 này thì các bạn nắm cho cô rằng trong cái bức tranh về các cái chủ thể có quyền ban hành văn bản quy phạm và tên loại văn bản thì chúng ta chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là nhóm các văn bản quy phạm luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương. Ấy đấy mình đã làm rõ tiết 1. Và ở trong tiết 2 này thì chúng ta làm rõ hai câu chuyện là nhóm văn bản quy phạm luật liên tịch và nhóm các cái văn bản quy phạm luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương, mà cụ thể là hội đồng dân, ủy ban nhân các cấp. Và ở đây chúng ta có hai cái lưu ý, đấy là thứ nhất là về việc là bây giờ cho anh ban hành nhiều tên loại văn bản thì việc lựa chọn tên loại nào là phù hợp với chủ thể ban hành và phù hợp với nội dung công việc mà văn bản nó điều chỉnh. Và thứ hai nữa là lưu ý giúp cho cô là những cái văn bản mà chúng ta liệt kê trên bảng này nè, nó không được ban hành dưới hình thức là quy phạm kể từ mốc 1/7/2016 là mốc mà luật ban hành văn bản quy phạm luật 2015 có hiệu lực. Đấy. Cảm ơn các em. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tiết 2 ở đây. Cảm ơn.